Và xin chào các bạn đã đến với MA Channel, lại là mình đây, Hùng 20 cm đây. Trước khi vào video thì cho mình xin phép câu súp một chút nhá. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá. Hôm nay thì trên tay mình đây đang có một chiếc smartphone vô cùng bá đạo mà iPhone XS Max đến từ nhà Apple cũng phải hít khói. Đây chính là chiếc Sharp A2 mà mình đã có video review cho bạn từ trước. Nó bán ở chỗ nào thì anh em hãy cùng nhau tìm hiểu sau đoạn intro này nhé. Và đây là một video vui vẻ và mình sẽ test hiệu năng của em Sharp A2 này. Các bạn không nên nghiêm túc quá nhá. Thứ nhất thì mình sẽ nói đến cái phần màn hình của chiếc Sharp A2. Nó có kích thước là 5,7 inch. Làm gì có chiếc iPhone nào có kích thước 5,7 inch. Chúng ta sẽ có chiếc iPhone X với là 5,9 inch thì phải. Còn đối với chiếc XS Max chúng ta sẽ có kích thước là đến là 6,4 hay 6,5 inch gì đấy. Mình lâu lắm là không có thông số. Và đó là cái điểm mà iPhone chúng ta không có. Điểm thứ hai chính là cái độ phân giải của màn hình. Độ phân giải của màn hình của Sharp A2 này nó sẽ là HD Plus. Với chiếc iPhone XS Max là gần 2K thì chiếc Sharp A2 này nó sẽ ăn đứt về iPhone XS Max ở cái mặt đó chính là sắc nét từng điểm ảnh. Với cái độ phân giải HD Plus này thì các bạn có thể xem được từng điểm ảnh trên cái màn hình này luôn. Làm gì iPhone XS Max có thể làm được, đúng không? Là đó là một cái điểm lợi tiếp theo. Và hơn nữa là chiếc Sharp này nó sẽ có màn hình là IPS. iPhone XS Max sử dụng màn hình OLED thì làm sao có tuổi, làm sao sáng bằng cái này được. Nhầm chứ con này tối lắm. Gáy đi thôi. Tiếp theo đó chính là về phần cấu hình. Một con máy mà sở hữu cho mình là con chip MTK với 8 nhân. Trong đấy đa số là toàn nhân tốc độ thấp hết. Thì nó vẫn bá đạo. Nó có thể giúp các bạn có thể load game, load ứng dụng một cách thật chậm. Đó, iPhone XS Max với con chip Apple A12 Bionic thì mẹ nó load game vèo vèo như vậy. Làm sao có thể làm được? Rồi, nhìn một chút nữa đi. Chúng ta sẽ có bộ nhớ RAM là 4GB nhưng mà đa nhiệm thì nó như lèn vậy. Và cùng với lại, thấy chưa? Load cái CPU-Z cũng không được nữa này. Và bộ nhớ trong của nó là 64GB, giúp các bạn có thể đựng được những bài hát, những bộ phim và các bạn có thể copy từ bên ngoài vào. Làm sao iPhone XS Max có thể làm được? Rất là bá đạo luôn. Thêm một cái điểm nữa là điểm AnTuTu của em nó 47.201 điểm AnTuTu. Làm sao iPhone XS Max có được cái số điểm AnTuTu cao như thế này? Có 380 mấy nghìn điểm AnTuTu thôi, làm sao mà so sánh được 47.000 điểm. Đó, nhìn với cái điểm 3D này anh em có thể thấy 17.000 điểm, 11.000 điểm. Một trong những con số điểm rất là khủng khiếp ở thời điểm hiện tại mà ít smartphone nào có trên thị trường này. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái mục load game đi. Với cái tựa game PUBG, thực sự thì mình tải cái tựa game PUBG này về. Ở trên chiếc Sharp A2 này thì mình chưa test lần nào đâu. Nhưng mà mình sẽ bắt đầu test với cái màn bấm giờ. Và chúng ta sẽ vào game để xem là tốc độ load game của nó là bao lâu nhá. Mình có test với lại iPhone XS Max thì cái thời gian load game của nó là 17 giây. Mẹ nhanh vãi đái. Để xem là chiếc Sharp A2 này với cấu hình gần như là tương tự so với lại iPhone XS Max thì nó sẽ như thế nào. 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong mà nó bằng phiên bản iPhone XS Max thấp nhất. Và hơn nữa con chip này 8 nhân so với con chip 6 nhân thì đương nhiên 8 nhân nó phải hơn 6 nhân rồi. Và cái thời gian load game của nó thì đã lên đến 23 giây rồi. Bây giờ thì các bạn có thể đi pha một gói mì tôm và quay trở lại coi video vẫn còn kịp. Mình sẽ tua đánh nhanh đoạn này cho các bạn dễ hình dung hơn về sức mạnh của em nó. Và bây giờ thì nó đang vào game và đang có cái hiện tượng xảy ra, cái hiện tượng là slow motion. Các hiện tượng này iPhone XS Max cũng không có nha các bạn. iPhone XS Max chấm vào đâu thì nó phản hồi tới đấy, làm sao mà có cái hiện tượng slow motion như thế này được. Đó. Và bây giờ thì 1 phút 20 giây đã trôi qua rồi. 1 phút 20 giây như vậy thì mình đã load game ở trong tầm 1 phút 20 giây. Thời gian cụ thể thì cái này mình cũng không hiển thị cho các bạn đâu. Và nếu có thì nó sẽ nằm trên phần màn hình chính. Bây giờ thì mình sẽ đăng nhập để xem là trong cái phần đồ họa cũng như là setting của chiếc Sharp A2 này nó sẽ làm được gì nhá. Với thời gian load game chỉ là gấp 10 lần so với lại iPhone XS Max thôi. Và như vậy thì mình đã đến với cái màn loading của em nó. Đang loading vào đề game từ cái lúc mà mình log in tới bây giờ. Đó, đồ họa thì các bạn có thể chọn được trung bình. Không à, mình sẽ vào cài đặt và chọn sau. Thứ nhất chúng ta hãy cùng nhau xem cái thao tác khi các bạn bấm thì nó cái phản hồi nó có nhanh không nhá. Này, đó. Ui, rất nhanh nhá. Phải tới 2 giây sau thì nó mới phản hồi. Cực kỳ là bá đạo. Bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt để xem là mức setting mà chiếc Sharp A2 này có thể set được. Với chiếc iPhone XS Max thì các bạn có thể set được đồ họa ở mức là HDR cộng với lại Ultra. Nhưng với chiếc Sharp A2 này các bạn sẽ có đồ họa là mượt và trung bình. Đấy, iPhone XS Max làm gì chơi được ở đồ họa này. Nó chọn được nhưng mà chơi thì nó giật giác lắm. So với lại Sharp A2 thì chắc chắn là không có tuổi rồi. Bây giờ mình sẽ vào phòng đấu để có thể test được scope nhé. X4, X6, X8 chẳng hạn. Sấy ở khoảng cách 100, 200m, 300m để xem là nó như thế nào. Như vậy thì mình đã load xong cái map rồi.
phải nói là vào được cái sân đấu và đi lượm được một đống đạn cùng với là cây M4 và cây ốp vô cùng là khó khăn. Và bỏ qua cái X4 đi, bây giờ chúng ta sẽ đến với X6 và sấy ở những mục tiêu xa 100, 200, 300 mét chẳng hạn, với lại ốp và X8 luôn nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bật scope lên, zoom in zoom out này, nó mượt mà luôn, không có hiện tượng giật lag sấy này, đó cực kỳ là ngon. Bây giờ thì mình sẽ sấy ở những mục tiêu xa hơn 150 mét này, đó ui nó hơi giật một chút thôi, còn lại không giật. Bây giờ những mục tiêu xa hơn này, khi các bạn di chuyển tầm các bạn thấy không, cái độ giật và cái crop FPS trông thấy luôn, iPhone X Max làm gì làm được. Lại một sự bá đạo nó dành cho Sharp A2, một chiếc smartphone rất khủng khiếp đến từ Nhật Bản. Anh em thấy rằng là sấy rất là ngon, kéo từ dưới đất lên trời được gần 20 mét. Ui, và khi sấy nha, viên đạn thứ tư khi mà bắn ra nó còn bị khựng lại một chút cơ, rất là hay. Bây giờ mình sẽ đến với ốp đi, ốp X8 đi, để xem là so với lại iPhone X Max thì ốp nó sẽ làm được gì nhá, có làm được gì hơn không. Thứ nhất là mình sẽ zoom in zoom out scope trước này, đó khả năng chơi game bá đạo, zoom nó còn kiểu như nó khựng lại từng scope rồi, zoom cái xuống X6, zoom cái nữa lại xuống X5 rồi xuống mới xuống X4. Một cái sự bá đạo tiếp theo đến từ Sharp A2. Đó, khi bắn nhá, viên đạn nó còn slow motion một đoạn, là khi các bạn bắn nó giật giật ngược lại một cái, các bạn có thể thấy được đường đạn luôn, vô cùng là bá đạo. Ui, mình me được cái tâm thôi chắc phải mất cả buổi. Rồi, như vậy thì mình đã test xong X8 rồi. X8 thì nó có bá đạo, nó không là có thể làm khó được chứ. Sao A2 các bạn thấy này, di chuyển thì nó hơi giật giật một chút thôi, còn lại ổn. Bây giờ thì mình sẽ vào bài trải nghiệm game trực tiếp luôn, để xem là với chiếc Sharp A2 này thì anh em có thể làm được gì với tựa game PUBG, một tựa game cực kỳ nặng và có dung lượng hơn 2GB ở trên Safe Play. Đó, out game, bây giờ mình sẽ tìm kiếm trận đấu để có thể test được sự bá đạo của con Sharp A2 này. Như nhân mình nhắn chấp nhận rồi mà ta. Ok, vậy đợi nó out vậy các bạn ạ. Không biết quá trình out này nó hết bao lâu đây. Và như vậy thì mình đã out được trận ở trong khu tập luyện, và chúng ta đã loading được cái map đấu, đó chính là Erengo. Và bây giờ thì mình sẽ test thử sức mạnh. Khi mà các bạn vào trải nghiệm thực tế thì với hiệu năng của một chiếc điện thoại bá đạo như thế này, anh em có thể làm được gì? Thứ nhất thì mới vào game thôi mà mình đã cảm nhận được cái độ nóng ở phía dưới phần mặt sau của máy rồi. Đó, những thao tác rất là mượt mà, để làm một cái độ trễ cũng như là độ giật giật lag rất là kinh. Mình nhìn cua qua cua lại thôi này, cái độ crop FPS phải nói là bét con nhà bà cháy luôn. Và trận này thì mình sẽ không ngại ngần mà nhảy vào cái khu Gelgopo, vì đây là một trong những nơi cực kỳ là ít người. Thì cùng lắm thì cũng 200 người nhảy xuống đây thôi. Ở trên máy bay thì đang có tiếng một thanh niên nào đấy. Chúng ta hãy cùng xem là với chiếc Sharp A2 này, khi mà nhảy vào cái khu cảng đó chính là Gelgopo, thì cái độ bá đạo của nó có còn được bá đạo như vậy không nhá. Đây là đầu bay này, ui cảm giác nhảy dù rất là phiêu, gió lùa qua háng luôn. Các bạn có thể thấy từng cơn gió nó slow motion qua rất là kiểu, làm sao có chiếc smartphone nào có thể chơi được mượt như thế này nhỉ? Ít có chiếc smartphone nào có thể trải nghiệm được như thế này lắm. Và bây giờ thì mình đã gần đến cảng rồi. Gelgopo à. Wow, khi xuống nhá, cái hình dạng của nó vẫn là hình khối và chưa loát được phần map ở trong cái xung quanh cái khu nhà này. Đây là một điểm cộng tiếp theo vì tốc độ đọc ghi bộ nhớ của nó rất kém thì mới có thể làm được một cái điều như vậy. Đó, nó còn chưa loát được cái nhà cơ, mặc dù mình đã xuống ở chân chạm đất rồi. Rồi, như vậy là đã vào nhà thành công. Đã nhận được một bao băng đạn mở rộng này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm và những khẩu súng thật là bá đạo. À, có một thằng ở đây này anh em. Ui, đâu. Rất là giật. Wow, mình đã giết được một mạng này. Ghê chưa. À, có thằng ngoài này nữa. Mày lại bỏ cháy. Ui. Anh em có thấy rằng là mỗi trải nghiệm thực sự rất là tuyệt vời với lại hiệu năng của chiếc Sharp A2 này. Các bạn thấy là những phần đồ họa nó xử lý rất tốt. Này, đối thủ chạy nhá, còn khựng lại để anh em căn bánh bắn cho nó chuẩn xác nhất. Và đặc biệt là khi mình chết rồi ấy, nó còn slow motion lại cái cảm kiểu như phim cô dâu 8 tuổi vậy. Rất là vui và
Đối với chiếc Sapa 2 này thì hiệu năng của nó mang lại các bạn những cung bậc cảm xúc khác nhau và mình kiểu muốn đập nó luôn thôi. Thực ra ở đây chỉ một video vui vẻ mình test trên một chiếc điện thoại smartphone 2 triệu để xem là cái khả năng chiến game của nó sẽ như thế nào. Nhưng ở phân khúc này thì các bạn rất khó để có thể kiếm được cho mình chiếc smartphone có khả năng chiến game ngon. Theo mình thì các bạn nên nâng tầm tiền lên một chút, nâng lên tầm 3 triệu hoặc là 2 triệu rưỡi thì bạn có chiếc Realme C1 này, hoặc là chúng ta có chiếc Redmi Note 5 Pro, bắn và trải nghiệm của nó thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cuối cùng nhìn chung thì đối với một chiếc smartphone giống như Sapa 2 ở trong phân khúc giá này, 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong, pin 4000 mAh, nó sẽ phù hợp với những nhu cầu ví dụ như các bạn gọi điện này, nhắn tin này, Facebook hoặc là chụp ảnh linh tinh. Còn đối với nhu cầu gaming thì các bạn nên chọn những chiếc smartphone tốt hơn. Và hy vọng các bạn sẽ thích những video này của mình để tương lai mình có thể làm được nhiều video vui vẻ dạng như này hơn nữa. Và nếu như các bạn thấy video của mình không được vui cho lắm thì hãy comment cho mình biết nhé. Và cuối cùng thì chiếc iPhone XS Max vẫn theo mình đánh giá là vẫn thua còn Sapa 2 này về mọi mặt. Làm ba cái con lát nhanh, chơi nhanh với cả bắn không giật này kia thì được cái gì? Bắn này cũng phải vui không?